Chào mừng các bạn quay trở lại series SQL đào sâu hiểu thấu. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn bài toán về binning. Chúng ta có rất nhiều khách hàng và chúng ta cần chia nhóm khách hàng dựa theo cái khả năng chi trả, ví dụ như hạng vàng, bạc, đồng, hoặc chúng ta cần phân nhóm khách hàng theo độ tuổi. Các bài toán này thường chúng ta không tính toán trước được bởi vì độ tuổi của khách hàng thay đổi theo thời gian. Cái giá trị mua bán rồi doanh số khách hàng cũng sẽ tăng trưởng và thay đổi theo thời gian. Chính vì vậy thường bài toán này chúng ta sẽ xử lý khi chúng ta thực hiện truy vấn hoặc lấy dữ liệu ra ngoài. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý nó với SQL. Hãy cùng theo dõi hết video để hiểu rõ hơn nhé. Xin chào các bạn, để bắt đầu mình sẽ phát biểu lại bài toán mà chúng ta cần xử lý. Yêu cầu bài toán là phân hạng khách hàng theo tổng doanh thu năm, trong đó các hạng được xác định như sau. Với từng hạng và có giá trị doanh số min và doanh số max mình đã có ở đây. Ở đây mình có từ hạng đồng cho đến hạng kim cương. Và các bạn có thể để ý hạng kim cương tại sao mình đang để cái max nó là một con số rất là lớn. Con số này mình có thể giả định là con số chắc chắn là sẽ không khách hàng nào đạt được. Và mình có một câu hỏi nhỏ, nếu như bạn nào tò mò thì tại sao ô này mình không bỏ trống? Bởi vì nếu bỏ trống thì mình có thể gặp rủi ro gì phía sau hay không? Nhưng tạm thời mình sẽ để đây nha. Để xem kỹ hơn về dữ liệu thì mình sẽ thử cái dữ liệu của chúng ta. Và dữ liệu này mình sẽ có được tổng hợp sẵn là bao gồm mã khách hàng, năm đặt hàng và cái sale amount year. Tức là logic ở đây chúng ta cần xử lý đó là cái sale amount year bằng tổng sale amount của khách hàng này. Nếu như mà cái sale amount nó ở trong cái khoảng này, từ min đến max này thì nó tương ứng với đồng, tương tự với silver, gold và diamond. Đó. Bài toán này thì rất là phổ biến, các bạn sẽ dùng để gom nhóm khách hàng theo doanh thu, gom nhóm khách hàng theo độ tuổi và theo nhiều yếu tố khác để mình có thể thực hiện các bài toán về cohort analysis. Phương án này thì là phương án mà hầu hết chúng ta sẽ triển khai trong những cái trường hợp mà chúng ta cần gấp và chúng ta muốn xử lý nhanh. Phương án này thì chúng ta sẽ sử dụng cây Owens ở trong logic. Ở đây mình sẽ viết cố định luôn là với từng cái trường hợp đấy thì chúng ta sẽ có kết quả như thế nào. Và logic case Owens là logic rất là dễ viết, mình sẽ không giải thích thêm. Bạn nào nếu muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể đọc thêm các tài liệu mình sẽ để dưới description. Tuy nhiên phương án này có một số hạn chế như sau. Hạn chế đầu tiên đó là việc các bạn biết case Owens này nó rất là mất thời gian và nó có thể mang đến những cái rủi ro. Hạn chế thứ hai đó là khi mà chúng ta làm những cái công việc này thường xuyên và chúng ta không có một cái bảng config chung thì mỗi lần chúng ta chỉnh sửa có thể chúng ta sẽ phải chỉnh sửa rất nhiều script khác nhau. Việc này nó dẫn đến là chúng ta có nên tìm một cái phương án nào khác để mình có thể quản lý các cái nhóm đối tượng này trong một cái bảng, và sau này nếu như có những cái thay đổi, những cái điều chỉnh, mình có thể điều chỉnh trong cái nhóm này. Non-equijoy là khi các bạn sử dụng phép joy nhưng mà thay vì sử dụng dấu bằng như thông thường mà chúng ta sẽ sử dụng các điều kiện logic khác, ví dụ lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng hoặc tương tự. Việc vận dụng linh hoạt non-equijoy có thể giúp ích cho các bạn trong rất nhiều bài toán xử lý dữ liệu phức tạp sau này. Với các hạn chế của việc sử dụng phương án case Owens, chúng ta có thể hướng đến một phương án là tạo một bảng và bảng đấy sẽ lưu các cái tùy chọn về việc phân nhóm khách hàng như thế nào. Nếu như chúng ta tạo được một bảng như thế này thì sau này các cái thay đổi về phân nhóm chúng ta có thể thêm dòng vào bảng này, chúng ta có thể sửa các cái giá trị của bảng này thay vì việc là chúng ta phải đi sửa rất nhiều script phân mảnh ở nhiều nơi. Với ví dụ này mình sẽ sử dụng một bảng tạm, còn trong thực tế thì các bạn có thể tạo ra một bảng riêng trên database để quản lý phần này. Đây là dữ liệu bảng tạm mình tạo ra. Với bảng tạm này thì chúng ta sẽ có customer group, min value, max value tương ứng cho từng nhóm và vẫn có câu hỏi là tại sao mình bắt buộc phải để cái max value là một giá trị ở đây, liệu mình để null nó có được hay không. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện một cái thao tác là tổng hợp trước doanh số theo mỗi khách hàng theo năm để mình viết cái query ở phía dưới cho dễ. Ở đây mình sẽ sử dụng common table expression để tổng hợp. Các bạn có thể nhìn cái kết quả. Kết quả chúng ta có customer key, order year và sale amount year. Mục tiêu của chúng ta trong trường hợp này đó là cái sale amount year này. Khi mà các bạn sẽ check cái sale amount year này, nó nằm ở trong khoảng nào của bảng tem customer rank thì nó sẽ tương ứng với cái giá trị của customer group là diamond, gold, silver hay bronze. Và tất nhiên một customer trong một năm thì họ không thể nằm cùng lúc ở hai nhóm. Và để nhanh thì mình sẽ giới thiệu luôn các bạn cái cú pháp của non-equijoy trong trường hợp này như sau. Chúng ta sẽ từ bảng common table expression có sẵn ở đây và chúng ta sẽ lấy bảng này chúng ta join với bảng tem customer rank. Cái tem customer rank này chúng ta sẽ có min value và max value. Trong trường hợp này chúng ta sẽ lấy cái điều kiện của cái phép join đấy, đó là chúng ta lấy cái customer group với điều kiện là cái min value của customer group đấy nhỏ hơn cái sale amount của cái dòng tương ứng này và cái max value của customer group
nó sẽ lớn hơn cái CO amount của dòng tương ứng. Tức là trong cái phép join này, thay vì các phép join thông thường các bạn làm việc là các bạn sẽ join A bằng với B, còn trường hợp này thì mình sẽ join bằng việc là mình lấy cái min, lấy so sánh hai cái giá trị này. Để giải thích kỹ hơn về non-equijoin, có lẽ chúng ta sẽ cần một video khác nói chi tiết về cách thức một phép join hoạt động. Mình sẽ chạy toàn bộ cái truy vấn này, mình sẽ zoom xuống một chút để các bạn nhìn thấy toàn bộ truy vấn. Thì với cái truy vấn này, phần đầu tiên từ dòng 60 cho đến dòng 65, nó sẽ lấy ra customer key với order theo từng order year và cái CO amount của từng khách hàng. Trong cái phép join này, nó sẽ lấy ra cho chúng ta cái customer group thỏa mãn hai cái điều kiện, đó là min value nhỏ hơn cái CO amount và max value lớn hơn cái CO amount year. Ở đây chúng ta lấy nửa đoạn để đảm bảo rằng tất cả mọi giá trị thì đều sẽ được phân ra theo nhóm cụ thể. Và với logic này, chúng ta sẽ lấy được là mỗi dòng tương ứng nó sẽ ra được cái customer group tương ứng. Vậy thì với logic tương tự, chúng ta có thể mở rộng nó ra trong trường hợp là cái bài toán phân nhóm khách hàng của chúng ta không cố định theo năm. Ví dụ như trong cái khoảng thời gian phân tích chúng ta có 10 năm, nhưng mà 3 năm đầu thì cái phân nhóm khách hàng nó có một cái nhóm khách hàng có hiệu lực riêng, và 3 năm sau vì lạm phát, vì nhiều yếu tố khác thay đổi thì cái phân nhóm khách hàng được điều chỉnh lại. Và chúng ta vẫn muốn là trong cùng một query chúng ta có thể lấy được cái phân nhóm khách hàng và có cái config thay đổi theo thời gian. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Mình cùng sang ví dụ tiếp theo. Trong bài toán mở rộng hơn của trường hợp này, nếu mỗi năm các tiêu chí về hạng khách hàng lại thay đổi thì chúng ta cần xử lý như thế nào? Trong phương án này chúng ta có thể mở rộng bảng tạm, và với cái logic mở rộng này thì các bạn có thể mở rộng với rất nhiều các cái điều kiện logic khác nhau. Ở đây mình sẽ có một cái bảng tạm để ví dụ cho các bạn. Trong cái bảng này thì mình sẽ tạo ra một cái bảng với cũng bao gồm customer group, min value, max value, nhưng mình thêm một cái là effective year from và effective year to. Mình sẽ chạy ra để các bạn nhìn trước cái dữ liệu của mình. Với cái dữ liệu của mình lúc này, mình sẽ có customer group này, min value này, max value giống như lúc trước, và mình có effective year from và effective year to. Trong cái effective year from thì tức là nếu như cái phân nhóm này nó có hiệu lực từ năm 2010 thì nó hết hiệu lực vào năm 2013, và từ năm 2013 trở đi nó sẽ sử dụng một cái quy định và quy tắc phân nhóm mới. Việc này nó xảy ra thực tế trong các doanh nghiệp, bởi vì việc phân nhóm và phân hạng khách hàng nó thay đổi theo thời gian là chuyện tất nhiên. Vẫn giống như logic lúc trước, chúng mình vẫn cần phải lấy ra customer group theo từng khách hàng, theo từng năm. Và cái căn cứ để lấy ra cái customer group lúc này nó phức tạp hơn, nó không chỉ gồm cái giá trị mua hàng lớn hơn min value và nhỏ hơn max value nữa, mà nó còn thêm cái điều kiện, đó là cái năm mà họ thực hiện mua hàng thì phải lớn hơn cái năm from và nhỏ hơn cái năm effective year to. Vậy thì với cái logic như thế thì mình sẽ viết lại cái truy vấn của chúng ta như thế nào. Các bạn cùng xem truy vấn của mình. Trong cái truy vấn này nó tương đương với truy vấn phía trên, chỉ có nó thêm một cái điều kiện, đó là customer rank effective year from nhỏ hơn cái order year, và cái effective year to nó lớn hơn order year. Và với cái điều kiện này nó chính là nó thỏa mãn cái điều kiện lọc ở đây. Và mình sẽ chạy toàn bộ cái truy vấn để các bạn có thể nhìn kết quả. Đây là kết quả mà chúng ta nhận được. Kết quả này thì về mặt logic nó sẽ đáp ứng được chính xác cái yêu cầu của bài toán. Còn để hiểu sâu hơn về kết quả này, nếu các bạn hãy subscribe và comment để mình có thể làm một video giải thích kỹ hơn cơ chế hoạt động của join và cơ chế chúng ta có thể kiểm soát tất cả các phép join khi chúng ta biết ra. Ngoài ra, khi bắt đầu video mình cũng có nói thêm một chút là tại sao trong các bảng config này các bạn nên để cái con số max nó là một con số lớn thay vì để giá trị đấy là null. Thì các bạn có thể nhớ đến cái video lúc trước mình có nói về việc là mọi phép so sánh với null đều là null. Nên trong trường hợp mà các bạn để cái con số effective year to hoặc là cái con số max ở trong group này nó là null, thì cái phép so sánh này với max value này nó sẽ auto trả về false trong trường hợp đấy, dẫn đến cái kết quả của các bạn sẽ phức tạp hơn, hoặc các bạn phải thêm một cái phép toán để kiểm soát null ở đây. Hãy theo dõi kênh của DataPod để có thêm những kinh nghiệm thực tế nhé.